Chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái cách làm cái ví gập này. Con mô vĩ này rất tiện dụng đấy. Có thể dùng được cho cả nam này, nữ luôn. Dùng cho nữ này. Compact Wallet. Nó bao gồm một ngăn đựng tiền chính này. Hai ngăn đựng giấy tờ. Bốn ngăn đựng thẻ và một ngăn đựng tiền xu hoặc là một số thứ nhỏ nhỏ các tiền. Cùng patent đó ta chỉ cần đổi màu cái thì có thể dùng được cho nam luôn. Cùng thiết kế mình làm cái mẫu này cái thời gian này thì bởi vì nó cũng gần như ngày lễ rồi, nó là ý tưởng để cho anh em cùng yêu đam mê đồ da như mình, cùng muốn tạo ra những sản phẩm của riêng mình để dành tặng cho những người thân yêu. Có thể là tặng vào Noel hoặc là Valentine sắp tới rồi, cũng không còn bao lâu nữa đâu, những ngày lễ đây thì cũng rất nhanh thôi. Nếu bạn thấy mẫu này ok thì có thể tải patent về, mình đã để link sẵn rồi. Còn cách làm như thế nào thì anh em có thể theo dõi qua video nhé. Và đừng quên subscribe kênh của mình để theo dõi cái video tiếp theo nhé. Từ ý tưởng mục đích ban đầu thì ta sẽ lên là để chọn loại da phù hợp. Ví dụ như là tôi muốn làm cho bạn nữ, chọn màu của nó nhẹ nhàng một chút như con này thì việc đầu tiên là tôi chọn da mặt đã. Một kỳ đà. Nội thất của nó tôi chọn màu pink 14 của Alain thì là Tây Ban Nha, thì ta sẽ lên được con ví này. Nếu như tôi muốn được có con ví này với cái đào màu đen, nội thất Alain màu xanh blue thì tôi cần lựa chọn con da kỳ đà màu đen thôi. Alan và Lu. Từ đó thì ta sẽ có cái ý tưởng để ta chọn ra này, và thứ hai ta lạng nội thất của nó cho vừa phải. Ta căn kê để ta tính thế nào để có được cái độ form cho nó cũng vừa cái kích cỡ của nó, không nó quá dày khi lên cạnh thì nó lại rất xấu. Thì bước đầu tiên là bước chọn ra, lựa chọn màu và chọn da. Ta sang phần tiếp theo có nhé. Sau khi in xong patent thì ta kiểm tra lỗ đục xem nó tự in cái tỷ lệ nó chuẩn không nhé. Cứ dùng đục nhiều chân nhất, nện cho một hai búa gì đấy. Ta thấy mà bước đục của nó chuẩn rồi thì là quả tim ta in đã ổn. Như thế này là bản in đã đạt chuẩn 100% rồi đấy. Ta sẽ triển khai thôi.
Sau cái độn form rồi thì chúng ta lắp khóa được rồi bạn.
Thank you.
ngang ngang.